Thầy chào các em học sinh. Trong video hôm nay, thầy cùng các em tìm hiểu về các nguyên tố hóa học thường gặp. Một nhỏ các nguyên tố kim loại. Về ký hiệu thì chúng ta có là K này, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Co và Ag. Đây là 10 nguyên tố kim loại nha. 10 nguyên tố. Chúng ta học 10 nguyên tố. 10 nguyên tố. Và chúng ta có là ký hiệu này, tên tiếng Anh, khối lượng nguyên tử là theo AMU và hóa trị. Thì K tên tiếng Anh là potassium. Potassium này. Chúng ta phải nhớ nha, potassium. Ba Ba đó là barium. Barium. Ca là calcium. Na là sodium. Mre là magnesium. Nhớ là ghi chữ M này, chữ A này và nhớ thêm chữ G nữa nha. Chữ G thấy không? Đó chữ G đây. Magnesium N này, E này. Xium, magnesium. Al là aluminium. Aluminium. Zn là zinc. Zinc có cờ sao đọc là zinc cờ. Fe là iron. Iron. Co là copper. Copper. Cuối cùng là Ag là silver. Silver. Rồi, đây là tên tiếng Anh, 10 nguyên tố đây. Về khối lượng nguyên tử của K là bao nhiêu? K khối lượng nguyên tử là 39 AMU. Ba là 137. Ca là 40. Ca là nhớ hơn K là 1. Dạ, hơn nhau 1. Na là 23. Mre là 24. Al là 27. Zin là 65, Zn 65. Fe là 56, hai này ngược nhau nha. Một cái 65, một cái 56. Copper là 64. Và cuối cùng là Ag là 108, 108. Về hóa trị. Hóa trị thì chúng ta nhớ là K là hóa trị 1. Ba hóa trị 2. Ca hóa trị 2. Na quá trị 1, Mre quá trị 2, Al quá trị 3, Zn quá trị 2, Fe là kim loại đa quá trị, có hai quá trị là 23, Co cũng là đa quá trị là 1, 2. Ag quá trị 1. Rồi xong. Chúng ta cần học thuộc 10 nguyên tố này nha. Thuộc lòng luôn. Rồi hai nhỏ là các nguyên tố phi kim. Phi kim thì chúng ta có là ký hiệu ở đây là có H, C, X, Y, N, phê phở, O, X, F, CL, BR và Y. Thì tên tiếng Anh của nó là H chính là hydrogen. Hydrogen, hydrogen. C thì tên tiếng Anh là carbon.
Fe là silicon. N là nitrogen. Phở, phốt, phê phở này, phosphorus, phosphor, rớt, rớt này giống như Sirius đó, biết không? Giống như xe Sirius đó, nó có chữ rớt đằng sau này. Còn O là oxygen. X là sulfur. X O N L này. F O R sulfur. Chưa, sulfur. Còn F này là fluorine. Fluorine. Nhớ là ghi F N L này. O, nhớ giờ O. Fluorine, fluorine á, fluorine. Đọc fluorine cho khó quen đi. Fluorine. Dạ. Và tiếp nữa là CL, CL là chlorine mà chúng ta đọc là chờ chlorine cho nó dễ nhớ. Chờ lo ring. Nãy giờ nó giống cái ring phải không? Giống 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 của giống phải lo. Dạ. Còn y là còn thằng nữa là bromide. Br là bromide. Bromine cũng được, bromine. Còn y là iodine. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có về tìm hiểu về khối lượng nguyên tử nè. Hydrogen là H thì khối lượng nguyên tử là 1 AMO, C là 12 AMO, Xe là 28 AMO, N N là 14 AMO, phê phở phosphorus là 31 AMO, oxygen là O thì nó là 16 AMO. Sulfur là 32 AMO. Fluor thì là 19 AMO. Clo, clo ở đây là chlorine á là 35,5. 35,5 AMO. Bromide là Br là 80. Còn iodine là 127 AMO. Và tiếp theo hóa trị. Hóa trị thì hydrogen á, có quá trị 1. C thì quá trị là C nó có hai quá trị là 24 nha. 24. Xe thì quá trị nó là quá trị 4. N N thì có nhiều rất nhiều quá trị từ 1 đến là 5. 1 đến 5 nha. Nitrogen quá trị từ 1 đến 5. Phosphorus là quá trị 3 năm. 3 và 5 nha. Oxygen quá trị 2. Sulfur, sulfur có nhiều quá trị đó là 2 4 6. 2 4 6. 246 fluor, fluorine thì quá trị của nó là từ 1 đến 7. 1 đến 7 nha, 1 đến 7. Nhưng mà nhớ cái thầy là chủ yếu là 1. Chủ yếu là 1 nha, thường gặp là 1. CL, CL cũng vậy, cũng từ 1 đến 7. Nhưng mà chủ yếu là thường gặp là 1. Bromide, bromide cũng tương tự là từ 1 đến mấy này cùng nhóm, được chưa? Cùng nhóm, cái đó thì quá trị nó cũng giống giống nhau. 1 đến 7 nhưng mà thường gặp là 1. Iodine thì quá trị cũng tương tự là từ 1 đến 7.
thường gặp là một. Ok chưa? Tiếp theo là ba nhỏ. Ba nhỏ nha. Ba nhỏ là một số nguyên tố cần biết thêm. Một số nguyên tố cần biết thêm. Về ký hiệu là có Li, Cr, Ni, Xn, Fe, gọi gọi là phê phở đi. B phở. Phở bò á, gọi là phở bò. HG, BT, AU và MN. Cái MN này, cái mangan này chúng ta để sau sau Cr nha, sau chrome á, do thầy ghi thiếu rồi. Cái chỗ này dùng như số 1 này, đây số 2, đây số 3. Thấy chưa? Nhớ nha. Về tên tiếng Anh của Li là lithium. Lithium. Lithium nha. Còn Cr đặt là chrome á, chrome thì đọc là chrome, chromium. Chrome nha. Chromium. Ni đọc là niken. Niken này. Ke là đó. Xn, Xn là cái tên dễ quen nha. Tin. Tin nha. Đó, tin. Xn là tin học á, tin học, tin. Phở bò là này là lick. Lick là xe Honda lick á. Là AD này, biết không? Xe Honda lick. HG. HG là Mercury. Mercury á, Mercury, MER này, CURI, Mercury, rồi BT, BT là Platinum, Platinum nha, Platinum, tây tiếng Anh rất là khó nhớ nha, Platinum, AU, AU là gold. Gold hay là vàng á, đây gọi là vàng, gold. Còn mà nào thì nó là man mangan, mangani. Mangani á. Mangani N E X E. Mangani nha. Rồi. Về khối lượng nguyên tử của Li, lithium là 7, của chrome, chromium á, chromium nó là 52, Cr 52, Ni là Ni là bao nhiêu? Ni là 59, Xn, Xn, Xn là 119. Fe thì nó là lít đó. Lít là bao nhiêu đây? Lít là 207. 207 này. HG, Mercury là bao nhiêu? 201. Platin, Platin là 195. Au. Ao là gold hay là vàng á, 197, vàng 197 nha. Còn manganium, manganium này thì nó là 55. 55, được không? Rồi. Về hóa trị của Li nó là quá trị 1. Giống quá trị của K với lại là Na đó. Còn chromium Cr thì nó quá trị là 236. 236 nha. 23 và 6. Ba quá trị luôn. Còn Na. Na quá trị là
ở đây có đề 2 đúng không, có đề 2 này, có đề 2 xn quá trị của nó là 24 24 nha. Rồi lick hay là PB, PB quá trị nó là cũng 24 luôn, PB cũng là 24. HG, HG là mercury á, là quá trị 1 2. Thường gặp quá trị 2 nha, thường gặp quá trị 2. BT, platinum. Platinum thì nay quá trị 2. AU thì quá trị là 3 nha, trị 3. Mana, mana thì quá trị của nó là 246. 246 mà nào là 246 nha. Rồi lít là y nè, lithium là quá trị 1, Cr quá trị 235, 236, 24 gì? Cr là quá trị là 236 đúng rồi. Ni quá trị là 2. Xn quá trị là 24. Fe quá trị là 24. HG quá trị là 1 2 mà thường gặp là 2 nha. BT quá trị là 3. Đó, BT quá trị là 2. AU quá trị là 3, mà là quá trị là 24. 24 và 6. Ok chưa? 246. Và tiếp theo là bốn nhỏ. Một số á kim. Á kim là gì? Á kim là gồm những nguyên tố nằm giữa kim loại và phi kim trong bảng tuần hoàn. Á kim thì nó vừa có tính chất của kim loại, vừa có tính chất của phi kim, giống như là nó vừa đực vừa cái á, 50-50, kiểu như nó chiếm là 50% là phi kim và 50% là kim loại, hay là 40-60 gì đó, hay là 37 tùy, nhưng mà nó vừa có tính kim loại vừa có tính phi kim, người ta gọi là á kim. Rồi bốn nhỏ một số á kim được ký hiệu là có Be này, Be bò và Xe. Thì Be tên tiếng Anh là barium, 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 Ri này, nhớ là viết hoa nha, quay quanh nhớ là viết chữ chữ A là viết Y dài nha, chữ Y ngắn là sai nha. Barium, beryllium á là thêm hai chữ L này đó, đi âm beryllium. Còn bê bò đọc là boron, boron. Xe thì đọc là silicon. Rồi đọc xong cũng được, con viết miễn nhớ được rồi, nhớ là tay tiếng Anh rồi. Khối lượng nguyên tử của bari, của Be là 9 nè AMU, của bo là 11 AMU, Xe là 28 AMU. Về hóa trị của Be là hóa trị 2, nó giống như hóa trị của ba barium á, của Ba hay là của Ca đó, hóa trị 2 này. Rồi bo thì ở đây bo hóa trị 2 á, bo thì 2 hay 3 thì cũng nhớ này. Xe thì quá trị là 2 rồi. Bo thì xem quá trị chính xác. Bo quá trị bo này cũng ít có xài lắm. Bo quá trị 3 này, trị 3. Hầu người ta không có xài bo nha. Barium thì có, beryllium thì có xài này, Xe thì có xài nhưng mà bo thì hầu như ít gặp. Rồi năm nhỏ một số khí trơ. Khí trơ thì ký hiệu chúng ta có là HA này, Na, Ag. Được không? Thì nó còn một số nguyên tố khác, một số nguyên tố khác nhưng mà chúng ta nhớ bao nhiêu thôi, như được rồi. Tên tiếng Anh của HA là gì? Là helium.
Helium. Này, tên tiếng Anh là neon. Neon, neon á. AG là argon. AR này. G O nè, đó argon. Khối lượng nguyên tử của Ha là 4. Của Na là bao nhiêu? Là 20 nha. Của Ag là 39,9, không làm tròn nha. Làm tròn thành 40 là nó giống Ca là sai á. 39,9, nhớ chưa? Có nhiều em làm tròn. Không được làm tròn nha, 39,9. Và ở đây rất nhiều người sai lầm đó là không biết giá trị của khí hiếm là bao nhiêu. Khí trơ á, khí trơ là khí hiếm á. Thì lưu ý ở đây giá trị của các nguyên tố này là đều không có giá trị nha. Giá trị là không đi, không có giá trị. Được chưa? Nhớ nha. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video lần sau. Chào tạm biệt các em.